Mà em đi bộ, mà đi bộ cách sao mà bà kêu bà tông với ạ? Em đang đứng, bà kêu qua, bà nói là nào qua, chị qua đây chị cho con 10 ký gạo. À, có như đi, đi ngang rồi đi ngang lộ. Không, cái em đứng trong bề, bà kêu bà chạy xe thôi, cái đường hẻm bà chạy ra. Bà bồng rồi đứa con, bà bây giờ chạy mà bây giờ ấy, bây giờ đựng con là em đứng sát trong bờ, đâu có nghĩ là bà chạy bà không giờ mình đâu. Bà đụng té cái ầm. Cái chị mới cho gạo, bác mới kêu em của bác là sắp đưa đi bệnh viện. Mới bắt bụng với heo, bác với heo không, bác lén trốn mất tiêu. Rồi, kính chào tất cả cô chú anh em nha. Thì hôm nay trên đường tiến đi làm thì gặp một em bán số. Nghe nói là cái hoàn cảnh em này rất là khó khăn. Thì chung ra mấy ngày nay rồi Tiến mới gặp. Thì để Tiến quay và chia sẻ và hỏi hoàn cảnh em như thế nào, thì Tiến mời tất cả cô chú anh em hãy đón theo dõi clip này nha, chia sẻ giùm cho Tiến nha. Trên đường thì Tiến thấy một đứa em gái đi bán số, cái giò thì nhắc nhắc để Tiến hỏi thăm như thế nào nha tất cả cô chú anh em. Em đi em bị sao mà giò nhắc nhắc hả? Dạ, có tật từ nhỏ. Có tật từ nhỏ hả? Dạ. Rồi thôi em vô quán để anh hỏi thăm chút xíu ha. Anh dạ. Đi bán số của nền hả? Dạ. Em ở đâu? Dạ, ở bên lớp giò Đồng Tháp. Lớp giò Đồng Tháp hả? Đồng Tháp. Sao cái giò em đi kì nhắc nhắc lại kì vậy? Dạ, em bị mà nhỏ bị bệnh đó, rồi nó bị cái tật. Vậy hả? Dạ. Bán còn nhiêu vé? Dạ, còn 5 mấy vé. Ngày em bán được nhiêu? Dạ, bữa em lãnh thầu là 120, bữa nào hết sớm khỏe của mình thì em bán thêm. Em mới bị tai nạn đó, đụng rồi nó bỏ chạy. Đâu chưa? Khoảng hồi tháng 6 của Tây đó. Ở đây đó vậy hả? Banh mạnh giống ra. Em có mấy, em có con không? Dạ có, một. Mấy đứa con? Một đứa. Có đứa con một hả? Dạ. Rồi em có ở chung với ai không? Em ở chung với ông già chồng, và chồng ở như dạng chồng chết rồi cũng như ở chồng của ké vậy đó. Chồng em mắc ha. Dạ. Rồi giờ em cũng vẫn ở bên chồng. Dạ. Có một đứa con. Dạ. Con trai hay gái? Dạ, con trai. Trai. Rồi nhà bên Cù Lao. Dạ. Ở bên Lấp Giò hả? Dạ, bên Đò Bóp đi qua chút xíu tới. Bán một ngày em bán nhiêu vé? Dạ, ngày 120. Dạ, có khỏe thì em lấy thêm gì đó. Để chút nữa anh tiếp cho vài tờ. Dạ. Bây giờ chỉ giờ nuôi có 2 mẹ con hả? Dạ, cũng thiếu chứ. Phục sau bữa ổng bị xe đụng đó, gỡ đưa tới bệnh viện rồi nặng quá, rồi nó bị dập lá đất đó, rồi nó mổ rồi đưa tới bệnh viện rồi nó bỏ đó luôn. Không bồi thường chưa hả? Không bồi thường luôn. Trời bỏ ơi. Luôn. Không bồi. Bác sĩ ông tưởng đâu á là người thân trong nhà, ông mới nói vậy nè. Chị này nặng lắm rồi, đưa chị này đi bệnh viện đi. Đưa bệnh viện lớn, nhập bệnh viện lớn đi. Cái nó mua cho chị này đi nước uống đi, bác sĩ nói vậy đó. Cái bà đó bà lẻn lẻn đi mua, nó bà để con đi mua rồi bà trốn mất tiêu. Em cũng khổ rồi, đâu có bảo hiểm đâu, rồi 20 mấy triệu nhờ người này người kia cho chứ. Người này người ta đóng góp lại, người ta trả tiền viện phí. Cũng như là người này người cho anh em trong gia đình, người cho vài trăm vài triệu như đó. Có thằng ông già chồng đó, thì ông thương ông đi mặn công ty ngoài Bình Dương đó. Rồi ông cũng ứng lương trước rồi kia nọ, ông cho tiền nằm bệnh viện chứ đâu có tiền luôn. Rồi lúc đó mình bị xe tông là bị gì? Bị dập lá lách chứ mà chấn thương xương sườn. Rồi bà đó bà bỏ trốn luôn. Dạ. Trời ơi, chỉ là đưa cái đó đàn bà hả? Dạ, đàn bà. Rồi đem chở mình đi vô bệnh viện. Dạ, bà không, cái bà kia bà bắt buộc phải đưa đi bệnh viện, cái bà chạy theo sau lưng vậy đó, bà đưa tới bệnh, bà cũng tới bệnh viện vậy đó, rồi không rồi bà bỏ đi luôn. Rồi đưa em vô bệnh viện. Dạ. Rồi hồi bà lén lén bà trốn đi luôn. Bà trốn đi luôn. Trời ơi. Đầu đưa tới bệnh viện Việt Tân nói ở đây không đủ máy móc chuyển lên Long Xuyên đi. Rồi nói cái cũng đưa xe cứu thương lên Long Xuyên rồi bỏ luôn. Là nằm cho Long Xuyên. Dạ. Nằm mấy tháng? Dạ nè, thì mẫu nó nằm có 8 ngày về, 7 tháng ngày về. Mẫu luôn hả? Dạ, dập lá đất mà. Dạ. Nằm 8 ngày. Dạ. Rồi lúc đó ai nuôi?
Thì mẹ ruột lên nuôi á. Mẹ ruột dạ. quê của em là ở đâu? Quê của em là ở An Giang. An Giang xuyên. Dạ. Rồi bây giờ vẫn còn ở bên chồng? Dạ cũng ở đó. Con em mấy tuổi rồi? Dạ 4-5 tuổi. 4-5 tuổi. Dạ. Hàng ngày em lộ bộ sao mình không chạy xe đạp? Dạ không biết chạy xe đạp. Không biết chạy? Dạ. Thì mình phải lộ bộ gì đó. Dạ. Trời ơi. Ăn tôi bún rồi tôi ấy ăn tôi bún rồi anh mua cho đúng cho ăn. Dạ được rồi, anh đi bán cái còn số nhiều. Rồi đưa mấy đưa anh lấy vài tấm cho. Dạ. Còn mấy tấm lẻ nè. Mấy tấm. Nha. Rồi. Anh tiếp chiều nay anh trúng thì anh sẽ cho ông mớ. Này hai thứ hả? Dạ. Hai thứ. Bán vậy đó cũng đâu có đủ sống lây lắc đâu, 100 mấy tiền nước con, tiền sữa, tiền sùng em ăn uống. Còn uống sữa nữa hả? Thì gỡ trẻ đó nó 4 tuổi rồi. Mới 4 tuổi à? Dạ. Để trẻ ha. Nè, rồi thôi. Đúng rồi đủ ha. À. Để anh đăng cái clip này lên coi có mà cái chuyện cái với số này em lấy triệu đấy mà. Dạ lấy triệu. Lấy triệu nhiêu người trăm tờ nhiêu? Trăm tờ 900 ngàn. 900. Rồi mình lấy tiền mặt là nhiêu? Lấy tiền mặt thì 88 189. 88 189. Dạ. Rồi. Rồi nói chung ra là mình lấy tiền triệu rồi sáng mình đi bán chiều về trả. Dạ. Cái mình lấy tiếp. Dạ. 88. Thì mình lại được ngàn mấy hả? Nếu mà lấy tiền mặt thì lời được 1,000 hoặc 1,200. Nếu mà lấy tiền mặt là đời được tấm được 1,100, 1,200. Dạ. Rồi bây giờ chung ra là thấy em cũng hoàn cảnh cũng khó khăn. Bây giờ giúp cho em là 500 ha. Dạ. Để giúp cho 500 để lấy tiền bán số ha. 200. 400. 500. Rồi cái tiền này là tiền của anh Hùng chị Nga ở bên Mỹ. Em có lời nào cảm ơn không? Dạ em xin cảm ơn anh chị đó hỗ trợ giúp em. Cảm ơn. Hồi nào giờ có ai tặng cho em số tiền gì chưa? Dạ chưa. Có đi bán cái tiền cho gạo. Cho gạo ăn. Dạ. Cho gạo với cho mì gì đó, hoặc nước tương, nước mắm gì đó. Cũng cảm ơn các mạnh hùng quân cũng giúp đỡ. Có mới nào đỡ mới đó cho gia đình. Em muốn khóc hay dạ? Mừng quá khóc hả? Tuổi tại em khổ quá mới nhận tiền này chứ. Hả? Tại dạ em cũng đang khổ. Em bệnh đang cũng mới bớt, mới đi nằm bệnh viện về bữa nay bán từng lễ này đó. Vậy hả? Dạ. Ơi. Cũng như là mới từng lễ này rồi lội đi bộ bán gì bán rồi nó có đau không? Có đau bụng cũng gán đi vậy đó. Đau bụng cũng gán đi luôn. Trời ơi. Đi lặn kiếm tiền chiều về đứa con mua sữa vậy đó. Cha mẹ nói chung đi, cha mẹ cũng cho, bên chồng cũng cho nữa mà. Cũng như là cũng gia cha cũng riêng vậy đó. Khi nào mà cha mẹ chồng khá không? Cũng mang mướn, đủ sống vậy đó. Cũng thì cũng không có đi bằng mướn ha. Dạ. Đi bằng mướn sống qua ngày ha. Rồi mẹ em? Mẹ thì cũng đi bán với số ngàn trăm tờ vậy đó. Mẹ em đi bán số. Dạ. Em còn cha không? Dạ mẹ cha mẹ ruột ở trển thì không có đi bán, mà cha mẹ, con mẹ chồng thì bán tại vì sống bên chồng. Coi như là mẹ chồng cũng đi bán số. Dạ. Rồi mẹ em cho anh làm gì? Mẹ thì già lớn tuổi ở nhà giữ cháu, rồi hai anh em em thằng em trai nuôi. Lớn tuổi rồi đâu có mặn gì cơ tiền. Chung ra bên nào cũng khổ vậy nha. Dạ. Bên đây thì bên chồng thì nó đã rồi. Bên cũng như bên chồng thì cũng ông vợ chồng cũng mặn cũng đỡ chút đỉnh. Ông vợ chồng cũng ông như bên chồng cũng thương cũng phụ tiếp vậy đó. Mà cũng như lâu lâu như chuyện có chuyện gì thì phụ tiếp.
như qua ổng bị thương vậy đó, là ông ba cha ông vợ chồng cũng cho mười mấy triệu để nằm bệnh viện. Vợ chồng ha. Dạ. Vì ông bà cũng thương. Dạ. Cũng tốt quá. Dạ. Ba chồng em bao nhiêu tuổi rồi? 55 56 tuổi. 55 56 tuổi. Dạ. Thì còn trẻ mà. Dạ. Sáng thì đưa đứa con em đi học vậy đó. Ừ. Em có biết chữ không? Dạ biết. Biết chữ hả? Dạ. Hồi đó em học lớp mấy? Hồi đó học tới lớp 6. 6 ha. Dạ. Vẫn biết chữ, vẫn tính toán bình dạ. thường. Giống như ba em thì có cũng thường em cố gắng học đi. Tại vì con có tật để con nhờ bản thân mà. Ừ. Em học tới đó em học hết nổi. Em có tật gì? Hồi nhỏ em bị gì? Hồi đó mẹ em sinh thiếu tháng đó rồi cái bị bệnh đau bàn, cái nó chích thuốc, nó bị teo cơ. Ờ. Coi như em không có phát triển như tại ha. Dạ. Thôi em cũng gán làm ha, tại cái số phận mình vậy rồi. Dạ. Mới có hết bệnh mới có từng lễ rồi đi bán nè. Dạ. Mà em đi bộ, mà đi bộ cách sao mà bà kêu bá Tông với ạ? Em đang đứng bà kêu bà qua, nói là qua chứ qua đây chị cho con bự ký gạo. À, có như đi ngang lộ. Không, cái em đứng trong bề đó, bà kêu bà chạy xe thôi, cái đường hẻm bà chạy ra. Bà bồng rồi đứa con bà bây giờ chạy mà bây giờ ấy, bây giờ đựng con là em đứng sát trong bờ, đâu có nghĩ là bà chạy bà không giờ mình đâu. Ừ. Bà đụng té cái ầm. Cái chị mới cho gạo, bác mới kêu em có nói là sắp đưa đi bệnh viện, mới bắt buộc bây giờ heo không, bác lén trốn mất tiêu. Ừ, ơi. Lúc đó cũng khổ, đâu có bảo hiểm đâu. À. Tiền gì mà nhờ bên chồng bên này người kia cho. Để, rồi. Chị em đâu cho chứ. Rồi em không có mua bảo hiểm sao? Đó khổ, đâu có tiền đâu mua bảo hiểm, con còn nhỏ nữa, chồng bệnh nữa rồi. Lúc đó chồng bệnh nữa. Chồng em bệnh. mắc bao lâu rồi? Cũng 4-5 tháng nay rồi. Mới 4 năm nay này. Dạ. Lúc em bệnh là chồng đang bệnh, lúc em bị xe đụng là chồng đang bệnh. Trời ơi. Khổ dữ vậy. Thì thôi để anh đăng clip này lên coi có ai giúp đỡ thì lúc đó thì anh biết em thì đi qua lại hoài à. Dạ, dạ. Đó, nhưng bữa nay ông gà không có duyên. Thì bữa nay cái duyên thôi anh giúp 500 ha. Dạ, đúng. Rồi chừng nào mà có ai giúp nữa thì anh sẽ lại giúp em ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Ừ, thì nói chung là Tiến cũng cảm ơn anh Hùng chị Nga rất là nhiều đó. Còn một ít tiền quỹ thì thấy em có hoàn cảnh em cũng rất khó khăn. Chồng mắc em thì bị xe tông. Nên thôi Tiến giúp một ít. Tiến không có tiền quỹ nhiều. Nên Tiến có bao nhiêu thì Tiến giúp bao nhiêu. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em xem được thì nhớ chia sẻ và ủng hộ cho Tiến. Tiến rất là cảm ơn. Thì những cái hoàn cảnh mà đáng thương như thế này thì mong rằng thì các chú, các bác và anh chị em nào đó thấy được chia sẻ giùm cho Tiến để Mạnh Thường Quân biết đến, đang giúp đỡ. Rồi em chào khán giả đi. Dạ, xin chào khán giả. Rồi, Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến kết thúc. Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh em một buổi chiều vui vẻ và lành hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà nha.